nhận lời mời của Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng. Đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội Hoàng gia Thái Lan do Đại tướng Chalamphon Srisawadi, Tư lệnh Lực lượng Quốc phòng làm trưởng đoàn cùng phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 19 đến ngày 21 tháng 9. Trong sáng ngày 20 tháng 9, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã có cuộc tiếp Đại tướng Chalamphon Srisawadi và đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội Hoàng gia Thái Lan. Đánh giá cao kết quả hội đàm giữa hai đoàn, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng, trên cơ sở mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, hai quân đội, đặc biệt trong bối cảnh hai nước đang kỷ niệm 10 năm ngày thiết lập quan hệ đối tác chiến lược Việt Nam-Thái Lan, thời gian tới, đề nghị quân đội hai bên tích cực triển khai các hoạt động hợp tác, trọng tâm vào, trao đổi đoàn các cấp, chia sẻ kinh nghiệm trong xử lý các vấn đề an ninh phi truyền thống như quản lý biên giới, đối phó tội phạm xuyên quốc gia, thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác tiềm năng phù hợp với nhu cầu và thế mạnh của mỗi bên. Việt Nam và Thái Lan sẽ tăng cường hợp tác giữa các quân, binh chủng, chia sẻ thông tin, tình hình an ninh, an toàn hàng hải trên vùng biển giáp ranh hai nước, qua đó kịp thời phối hợp xử lý hiệu quả các vụ việc phát sinh trên biển, xử lý các trường hợp ngư dân hai nước vi phạm vùng biển của nhau trên tinh thần nhân đạo. Trước đó, vào sáng ngày 20 tháng 9, tại trụ sở Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương chủ trì lễ đón chính thức Đại tướng Chalamphon Srisawadi và đoàn đại biểu quân sự cấp cao Quân đội Hoàng gia Thái Lan. Ngay sau lễ đón, hai bên đã tiến hành hội đàm. Theo các cơ quan thẩm tra của Quốc hội, Quy hoạch Điện 8 được ban hành chậm hơn 2 năm so với yêu cầu tại Nghị quyết 134/2020. Vấn đề giá điện, các cơ quan tham gia thẩm tra cho rằng cơ chế giá bán lẻ điện hiện nay chưa đồng bộ với thực tế phát triển thị trường điện, không phản ánh kịp thời chi phí nhiên liệu đầu vào cũng như khan hiếm cung cầu điện, chưa được hình thành theo từng khu vực địa lý. Một trong số những bất cập là hiện chưa có quy định về giá phân phối điện. Giá phân phối điện sẽ do nhà nước điều tiết tương tự giá truyền tải điện dựa trên nhiều yếu tố. Cơ quan chủ trì thẩm tra, Ủy ban Kinh tế đề nghị cần tiếp tục nghiên cứu để hoàn thiện cơ chế điều chỉnh giá điện, có tính đến quá trình thực hiện trong thời gian vừa qua và tính phù hợp với giai đoạn sắp tới. Việc điều chỉnh giá phải bảo đảm điều hành minh bạch, không gây ảnh hưởng lớn, đột ngột và tiêu cực đến sản xuất và đời sống của người dân. Ngày 20 tháng 9, đại diện Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang cho biết, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Lê Văn Phước vừa yêu cầu các sở, ngành và thị xã tỉnh biên phải có báo cáo, đề xuất hướng xử lý cụ thể trước ngày 25 tháng 9. Đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang cho biết, trên núi Cấm có tổng số 12 homestay hoạt động mà chưa làm thủ tục xin phép. Trước khi tiến hành khảo sát, có 2 homestay đã tự dừng hoạt động, còn lại 10 homestay phải xử lý. Quan điểm của ngành du lịch là homestay nào đủ điều kiện, đảm bảo an toàn cho du khách thì sẽ cho phép làm thủ tục để kích cầu du lịch địa phương, đáp ứng nhu cầu trải nghiệm của du khách. Homestay nào không đảm bảo yêu cầu thì kiên quyết xử phạt và buộc chấm dứt hoạt động. Giá dầu diesel tiếp tục tăng 410 đồng một lít vào ngày 20 tháng 9, ở mức 23.055 đồng một lít, khiến ngư dân đang chuẩn bị phiên biển mới gặp nhiều khó khăn. Ông Đinh Bền, huyện đảo Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, thuyền trưởng một tàu cá cho biết, tàu ông có công suất hơn 700 CV, mỗi chuyến biển nạp 7.000 lít dầu để chạy các quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa khai thác hải sản. Giá dầu tăng cao đã tăng thêm gánh nặng cho chuyến biển. Theo ông Bền, mỗi chuyến biển khai thác 11 đến 12 tấn cá, mùa này tàu ông khai thác cá đỏ, sản lượng không nhiều nhưng ông và các ngư dân kiên trì bám biển, chấp nhận bù lỗ chi phí nhiên liệu bởi thuyền của ông là cần câu cơm của 17 thuyền viên cùng ở đảo Lý Sơn. Còn ông Nguyễn C, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, cho biết mỗi chuyến biển ông nạp 400 lít dầu. Ông nói, đánh bắt trên biển trúng cá thì bù chi phí dầu, còn nếu không trúng, thua lỗ, thì phải cho nằm bờ. Mà cho tàu nằm bờ thì sốt ruột và dễ hư hỏng tàu, thành ra cứ phải bấm bụng ra khơi. Quảng Ngãi có trên 4.200 tàu cá, 37.000 lao động, chi phí tăng cao khiến chủ tàu lo gánh nợ vì không đủ bù đắp chi phí sản xuất. Ngày 20 tháng 9, liên quan đến vụ thiếu nữ ở thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời, tỉnh Cà Mau bị hành hạ dã man, cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Trần Văn Thời cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can,
bắt tạm giam Lê Thị Kiểu, 43 tuổi, ngụ thị trấn Sông Đốc, huyện Trần Văn Thời để điều tra về hành vi hành hạ người khác. Trước đó, chiều ngày 8 tháng 9, Công an thị trấn Sông Đốc nhận được trình báo của một người dân trên địa bàn về việc cơ thể của bé gái, 16 tuổi, ngụ cùng địa phương với bà Kiểu, có nhiều vết thương. Theo điều tra, bà ngoại của nạn nhân nợ người khác hơn 40 triệu đồng và Kiểu đứng ra nhận nợ thay cho bà này. Khoảng giữa tháng 5 năm 2022, Kiểu nói cho nạn nhân làm thuê cho Kiểu để trừ nợ. Trong quá trình ở làm thuê, nạn nhân có làm sai, không đúng ý của Kiểu liền bị Kiểu dùng tay, roi trúc, cây múc thức ăn đánh nhiều lần. Dã man hơn, bà Kiểu bắt nạn nhân ăn ớt, ăn cá sống, ăn thằn lằn sống. Ngày 20 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo Huỳnh Văn Hoàng, 53 tuổi, ngụ xã Tân Hương, huyện Châu Thành. Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Hoàng tù chung thân về tội giết người, đồng thời buộc bị cáo Hoàng bồi thường 120 triệu đồng về các khoản chi phí điều trị, mai táng, tiền tổn thất tinh thần. Theo cáo trạng, chiều ngày 27 tháng 3, ông Hoàng và một phụ nữ, 68 tuổi, ngụ xã Hòa Tịnh, huyện Chợ Gạo, xảy ra mâu thuẫn dẫn đến đánh nhau về việc trước đây bà này nuôi vịt có mùi hôi, ảnh hưởng đến gia đình ông Hoàng. Cả hai cầm một thanh gỗ xông vào đánh nhau, ông Hoàng đánh nhiều phát vào đầu và vai của người phụ nữ khiến bà ngã gục xuống đường. Mặc dù nạn nhân đã gục tại chỗ, nhưng ông Hoàng vẫn dùng cây gỗ đánh liên tiếp khoảng 21 lần vào đầu nạn nhân và chỉ dừng lại khi có người đến can ngăn. Do vết thương quá nặng nên người phụ nữ tử vong vào khoảng 2 giờ ngày 28 tháng 3. Nguyên nhân dẫn đến cái chết của người phụ nữ là do chấn thương sọ não, xuất huyết ngoài màng cứng, xuất huyết thân não, vỡ vòng sọ. Chiều ngày 20 tháng 9, Công an tỉnh Hưng Yên đang phối hợp với Công an huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội truy bắt nghi phạm bắt cóc trẻ em. Hiện nay, các cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể cháu bé trên địa bàn xã Mễ Sở, huyện Văn Giang, Hưng Yên. Theo nguồn tin, nghi phạm bắt cóc cháu bé là nữ. Cơ quan công an đang truy tìm người phụ nữ này. Trước đó, ngày 19 tháng 9, mạng xã hội chia sẻ thông tin về vụ bắt cóc trẻ em tại một khu đô thị nằm giáp ranh giữa huyện Gia Lâm, Hà Nội và huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên. Trong khi đó, một nguồn tin khác cho hay, nghi phạm sau khi bắt cóc cháu bé đã đòi gia đình đưa 1,5 tỷ đồng, gia đình đã đưa 350 triệu đồng,